Hai, xin chào các anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Vinh Quang mình giao chiếc Mitsubishi MT28 này. Chiếc này được giao về Nghĩa Hành của Quảng Ngãi nha. Chiếc này thì được gắn xúc rất là bài bản rồi đây. Này được bán về Quảng Ngãi đây nha. Mình rất là cảm ơn anh ha, đã tin tưởng chuyển tiền cho bên cửa hàng nha. Đây cửa hàng bên mình nè, giao máy cho anh nè. Bắt đầu lên xe rồi anh em nha. Test lại gạo bên tường thôi. MT này rất là đẹp nha, hoàn thiện rất là đẹp đó. Mitsubishi 28 nha. Rồi, ok, bắt đầu lên xe rồi anh em nha. Nổ rất là êm ha, máy dàn áo rất là đẹp nha. Rồi, ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh. Rất mong anh em cho một like đăng ký video chạy nhanh hơn nha. Thì cho anh em theo dõi Mitsubishi có gắn cầu xúc về với Quảng Ngãi đấy. Ok, chào tất cả anh em nha.